nhận định đợt hội quân đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên mới thay ông Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 3 theo FIFA Day. Đó cũng là đợt hội quân đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên mới thay ông Park Hang-seo. Theo lịch trình của các đội tuyển quốc gia Việt Nam, từ ngày 15 tháng 2 đến 18 tháng 3, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tập trung và thi đấu vòng chung kết U20 châu Á 2023. Cũng trong quãng thời gian từ ngày 20 tháng 2 đến 10 tháng 3, U23 Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho SEA Games diễn ra ở Campuchia. Tiếp đến từ ngày 20 tháng 3 đến 27 tháng 3, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tập trung theo lịch FIFA Day. Đây cũng là đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên mới kế nhiệm ông Park Hang-seo. Sau đó, trong giai đoạn từ ngày 18 tháng 4 đến 16 tháng 5, U23 Việt Nam sẽ hội quân, rèn luyện và thi đấu môn bóng đá nam ở SEA Games 2023 tại Campuchia. Trong tháng 6 và 7, đội tuyển Việt Nam cũng tiếp tục tập trung từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 6 và thi đấu giao hữu quốc tế từ 21 đến 25 tháng 7. Trong giai đoạn tháng 9, 10, 11, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có thêm 3 đợt tập trung dựa trên lịch FIFA Day. Đây cũng là kế hoạch của đội tuyển Việt Nam nói riêng dưới thời huấn luyện viên mới thay ông Park Hang-seo, cũng như các đội tuyển quốc gia Việt Nam nói chung trong năm 2023. Trước đó, ông Park sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu AFF Cup 2022 trước khi chính thức nói lời chia tay. Sau khi hợp đồng đáo hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, hiện tại, nhiều ứng viên đã ứng cử vị trí huấn luyện viên trưởng thay huấn luyện viên Park Hang-seo. Nổi tiếng nhất là huấn luyện viên Mark Wilmots, người từng dẫn dắt đội tuyển Bỉ ở World Cup 2014 và Euro 2016.